Xin chào mọi người, mình là Thùy Tiên đây. Đố mọi người biết Tiên đang ở đâu nè. Chắc chắn là ở trên xe rồi đúng không? Thật sự là bữa giờ lịch trình của Tiên rất là dày đặc luôn. Tiên không có thời gian để chăm sóc cho mình hết, không có thời gian mà dưỡng da gì hết trơn á. Nhưng mà không sao đâu, hôm nay sẽ có Tiên cùng với mọi người chăm sóc và yêu thương bản thân một chút nè. Hãy cùng đến một cái nơi mà Tiên nghĩ là chắc chắn chị em phụ nữ ai cũng thích luôn. Mọi người hãy cùng theo chân Tiên nha. Mọi người, có biết Tiên đang ở đâu không? Hiện tại Tiên đang ở Thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh tại số 189 Đặng Văn Bi, thành phố Thủ Đức. Mọi người có biết ngày hôm nay Tiên tới đây để làm gì không? Vì Linh Anh vừa mới khai trương một cơ sở mới vô cùng hoành tráng luôn. Và sau khi mà dự lễ khai trương thì Tiên tới đây để có thể chăm sóc và làm đẹp cho bản thân mình. Tiên là một khách hàng quá là quen thuộc của Linh Anh từ thời gian trước đó rồi. Nhưng mà dạo gần đây thì hơi bận một chút, nhưng mà hôm nay thấy Linh Anh khai trương một cơ sở vô cùng hoành tráng luôn. Hello, hello Trang, lâu quá không gặp. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng mà điều quan trọng là Tiên rất đẹp nha. Rất là trộm vía luôn. Chắc là do đến Linh Anh thường xuyên đó. Đây có một món quà tặng Tiên nha. Ôi thích quá, trời ơi. Lần nào đến Linh Anh là cũng có quà nha mọi người. Linh Anh vô cùng chu đáo luôn á. Nhưng mà Tiên có thắc mắc là ở trong đó có gì không ạ? Chắc mở ra xem luôn chứ thắc mắc làm gì nữa. Ở trong đây là một cái bộ mỹ phẩm để mình dưỡng da. Tại vì là Linh Anh biết là Tiên sẽ có một lịch quay của mình khá là dày đặc. Đúng cho rồi. Nên là mình đi nhiều như vậy không có thời gian chăm sóc. Cho nên là mình tặng một bộ mỹ phẩm chăm sóc da như thế này để cho Tiên tiện trong những cái lần lưu diễn xa ấy. Trời ơi quá là chu đáo đó mọi người. Mỗi lần Tiên đến Linh Anh là lần nào Tiên cũng có quà hết. Cảm ơn Linh Anh rất là nhiều luôn. Nhưng trời mà Tiên biết sao không? Thật ra thì phần quà này á là khách hàng nào đến với viện thẩm mỹ quốc tế Linh Anh đều được nhận nha. Trời ơi. Đó. Nhưng mà nó chỉ có tại chi nhánh là 189 Đặng Văn Bi Thủ Đức thôi, bởi vì mình đang trong tháng khai trương. Đó. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những phần quà khác nhau nữa, không biết là Tiên có đang háo hức hay không. Chắc chắn rồi mà mọi người ơi, mọi người còn chần chờ gì nữa, phải tới Linh Anh Thủ Đức ngay liền thôi, tại vì nhận được rất là nhiều phần quà mà khách hàng nào cũng sẽ được nhận hết mà. Chính xác. Và ngày hôm nay thì hy vọng rằng là Tiên trải nghiệm tất cả những cái dịch vụ ở đây và Tiên sẽ có một cái ngày thực sự là tận hưởng nha. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Mà Trang ơi, nãy giờ Tiên thấy thắc mắc á là ở cái vòng xoay bên đó là cái gì vậy mà Tiên thấy nó to mà nó rực rỡ sắc màu quá nè. Thật sự thì thắc mắc cũng đúng thôi, tại vì nó có rất là nhiều những cái thông điệp ở trên đó đúng không? Và bây giờ thì sẽ nói với Tiên một tí xíu là cái vòng xoay này là vòng xoay may mắn nhưng đôi yêu thương. Có nghĩa là sao? Là mình sẽ có 10 dịch vụ và những cái món quà ở trên vòng xoay đó. Mình xoay trúng cái dịch vụ nào thì mình sẽ được trải nghiệm dịch vụ đó. Và trải nghiệm free luôn đúng không? Chính xác. Đây là phần quà dành cho tất cả các khách hàng. Nghe mà thấy ham, mình muốn xoay liền. Mà Tiên có được xoay không? Dĩ nhiên trời rồi. Trời ơi, vậy là phải qua thử xoay liền nha. Bây mọi người ơi, mời Tiên sang bên đó để mình thử nha. Ok. Wow. Sao nè, bây giờ là mời Tiên trải nghiệm vòng xoay may mắn yêu thương nhân đôi đó nha. Trời ơi, rất là đã luôn. Ở đây là tổng cộng hồi nãy Trang nói bao nhiêu là 10 dịch vụ đúng không? Giữ nét thanh xuân nè, giữ mãi nét son nè, thay đổi diện mạo, trẻ mãi tuổi thanh xuân, phục hồi chuyên sâu, eo thon dáng ngà, thân hình hoàn hảo. Wow. Rồi 24K body nè, trắng sáng hồng da nè, Diamond John Luxury nè. Ủa? Đủ 10 cái rồi nha. Như vậy là mình thấy ha, trên vòng xoay này sẽ có tổng cộng là 10 sản phẩm cũng như là những cái món quà, những cái dịch vụ mà khách hàng khi tới chỉ cần xoay thôi, trúng cái dịch vụ nào, cái sản phẩm nào thì mình sẽ được nhận cái dịch vụ sản phẩm đó. Là nhận dịch vụ mà không cần trả tiền luôn. Chính xác. Chỉ cần xoay trúng là được luôn đúng không? Yeah. Trời quá đã luôn và đó. Và bây giờ thì không biết là Tiên có muốn trải nghiệm thử không? Chắc chắn là muốn trải nghiệm thử rồi, để Tiên phải trải nghiệm thử liền luôn á. Bây giờ mình xoay nha. Để coi. Để coi là cô nàng của chúng ta sẽ xoay vào khu vực nào nhờ. Không biết là thân hình hoàn hảo hay là thay đổi diện mạo hay là trắng sáng hồng da nè. Mọi người cùng chờ xem nha. Và wow, thay đổi diện mạo. Wow. Nhưng mà
khi mà một cái tên nghe rất là hấp dẫn nha. Không biết là Tiên sẽ được trải nghiệm dịch vụ như thế nào với cái tên là thay đổi diện mạo đây. Như thế nào thì một lát nữa mình cùng trải nghiệm thử nha. Như vậy là chúc mừng Tiên. Tiên rất là may mắn khi mà xoay vào ô là thay đổi diện mạo. Và thật ra thì cái vòng xoay này á không phải là một cái vòng xoay may rủi, tức là có cái trúng cái không, mà là xoay đến đâu là mình sẽ được nhận quà đến đó. Đúng rồi. Chúc mừng Tiên một lần nữa nha. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay Tiên có biết tại sao mà nó có tên là yêu thương nhân đôi hay không? Là được nhân đôi quà hả? Chính xác, nhân đôi quà. Cho nên là bây giờ Trang đại diện cho Linh Anh cũng có thêm một phần quà nữa gửi tặng đến Thùy Tiên luôn. Một voucher trị giá là 5 triệu đồng. Trời ơi, tối nay anh nhận được quá trời quà luôn á. Cái voucher nha. Rồi, cảm ơn Tiên. Đây là một cái voucher 5 triệu dành cho Tiên. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Nhưng mà voucher 5 triệu là được xài cho tất cả các dịch vụ luôn hả? Hay là... Chính xác, tất cả các dịch vụ luôn. Trời ơi, tới Linh Anh là được nhận quá trời quà. Rất là hào hứng đúng không? Và bây giờ mình có thể thấy ha, tất cả các khách hàng khi mà đến tham dự trong cái tháng khai trương tại chi nhánh Thủ Đức này đều được nhận những phần quà giống như là nãy giờ Tiên vừa mới nhận. Wow, trời ơi. Thiệt là bây giờ rất là nôn nao để có thể trải nghiệm cái dịch vụ của Linh Anh lắm luôn rồi đó. Bây giờ rất là nôn nóng rồi đúng không? Thôi thì không để cho Tiên và mọi người phải chờ đợi lâu hơn nữa. Bây giờ xin mời Tiên sẽ cùng đi một vòng xung quanh chúng ta khám phá và trải nghiệm tất cả các dịch vụ tại Linh Anh nha. Ok. Bây giờ thì đi thôi. Mọi người có biết không, về làn da cho đến vóc dáng là một tay thẩm mỹ viện Linh Anh chăm sóc cho Tiên luôn không á. Nên là dù Tiên có bận rộn đến đâu đi nữa, Tiên cũng sẽ cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian đến Linh Anh chăm sóc sắc đẹp nè. Mà mọi người cũng vậy nha, làm gì làm cũng đừng bỏ bê bản thân mình mà phải luôn yêu thương chính mình nha. Không gian Linh Anh khá là rộng rãi và sang trọng, từ cách bày trí cho đến màu sắc đều rất là tinh tế luôn đó mọi người ơi. Mọi thứ đều rất là chỉnh chu và ngăn nắp nè. Đặc biệt nha, phong cách thiết kế đồng nhất từ những chi tiết vô cùng nhỏ luôn. Dù đây là chi nhánh mới khai trương nhưng mà vẫn cho Tiên cảm giác vô cùng gần gũi, vô cùng dễ chịu. Vì lối thiết kế và bố trí là y chang những chi nhánh khác mà Tiên đã từng đi luôn á. Nên là dù cho bạn có đi cơ sở nào, ở thành phố nào cũng đều có cảm giác rất là thân thuộc. Chắc hẳn mọi người cũng sẽ thắc mắc là tại sao hôm nay Tiên lại làm một cái video dài như vậy. Thật sự là Tiên muốn chia sẻ với mọi người một cách chân thành nhất cái quá trình mà mình làm đẹp như thế nào. Và mọi người biết không, khi mà Tiên đến với Linh Anh, không gian ở đây vô cùng sang trọng và vô cùng hiện đại. Máy móc của Linh Anh thì đều được cập nhật với xu hướng mới nhất, cho nên là chắc chắn sẽ làm cho các chị em phụ nữ chúng ta là ngày càng xinh đẹp hơn rất là nhiều. Khi mà Tiên mới bước chân vô nghề á, thì Tiên rất là may mắn khi mà được kha khá các anh chị đồng nghiệp chỉ dẫn cho mình về cách là làm đẹp như thế nào nè, lúc nào cũng chỉnh chu để có thể làm việc và xuất hiện với một hình ảnh là rực rỡ nhất. Còn may mắn hơn nữa là Tiên đã tìm được cho mình một người bạn đồng hành, đó chính là thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh. Và mọi người ơi, Tiên tin rằng không chỉ có người nổi tiếng thì mới được quyền là đến thẩm mỹ viện làm đẹp đâu, vì Tiên tin rằng là cái việc mà làm đẹp là quyền của tất cả mọi người và ai cũng nên ý thức cho mình là mình phải lúc nào cũng chỉnh chu cho bản thân mình, vì mình sống cho mình mà. Cho nên là Tiên mong rằng các chị em phụ nữ hãy đừng ngần ngại, đừng tự ti mà hãy tự tin để tìm kiếm vẻ đẹp cho mình. Vậy thì Tiên đang nằm chuẩn bị cho dịch vụ tăng sinh collagen nè. Ôi là trời, không gian ở đây vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu. Vừa nằm cái chưa làm gì đã muốn ngủ luôn rồi đó. Tại đây thì các bạn sẽ được chăm sóc làn da của mình tùy theo từng tình trạng riêng nè. Tiên thường sử dụng dịch vụ tăng sinh collagen để cấp ẩm và nuôi dưỡng làn da. Ngoài ra, theo Tiên được biết thì dịch vụ này còn có điều trị nám tàn nhang vô cùng hiệu quả nữa. Đảm bảo là sau khi bước ra căn phòng này thì làn da bạn sẽ được cải thiện đáng kể đó nha. Và bây giờ Tiên đã trải nghiệm xong dịch vụ tăng sinh collagen. Mọi người hãy cùng Tiên đến với căn phòng triệu đô của Linh Anh nhé. Và chào mừng mọi người đến với căn phòng đã hóa thiên nga cho rất rất là nhiều cô gái. Đó là phòng tắm trắng của thẩm mỹ viện Linh Anh. Mọi người biết không, khi mà Tiên làm việc thì Tiên phải tiếp xúc với ánh đèn nè, ánh nắng nè. Đó là những cái tác nhân rất là gây hại cho da của Tiên luôn á. Cho nên là mỗi khi mà Tiên làm việc những cái lịch trình mà vô cùng dày đặc xong là Tiên sẽ cố gắng sắp xếp để qua đây mua cái máy này để gọi là loại bỏ đi những cái tác nhân mà gây hại cho da nè, những cái tác nhân gây độc tố cho da nè, cũng như làm đen da của Tiên đó. Wow, và bây giờ Tiên đã tắm trắng xong, mời mọi người cùng đến với phòng chăm sóc vóc dáng tại Linh Anh nhé.
Đối với Tiên, vóc dáng vô cùng quan trọng. Và ngoài việc ăn uống khỏe mạnh, tập luyện nè, thì Linh Anh còn là người đồng hành với Tiên trong việc giữ gìn vóc dáng của mình nữa. Và một thông tin cực kỳ hấp dẫn nữa đó chính là khi mà khách hàng sử dụng dịch vụ giảm béo tại Linh Anh sẽ được tặng kèm hai gói nữa. Một là tinh chất hủy mỡ, hai là săn chắc body. Và ngoài ra khi mà khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu tiên sẽ được giảm 50% nữa đó nha. Ta-da! Và Tiên đã trải nghiệm xong các dịch vụ tại Linh Anh chi nhánh Thủ Đức rồi. Và thật sự là trải nghiệm của Tiên tại Linh Anh thì lúc nào cũng là vô cùng hài lòng luôn. Và mọi người ơi, đặc biệt rằng thì Tiên và Linh Anh sẽ trao tặng những gói ưu đãi cho các chị em phụ nữ đặc biệt trong tháng 3 này. Gói dịch vụ béo giảm mỡ tầng sâu, điêu khắc body săn chắc. Gói dịch vụ da thay diện mạo, da khởi sắc. Gói dịch vụ tắm Luxury Young 24K Body. Gói dịch vụ nâng cơ trẻ hóa Diamond Young Luxury. Và chương trình sẽ chỉ diễn ra tại Linh Anh chi nhánh Thủ Đức ở địa chỉ 189 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức thôi nhé. Mọi người hãy nhanh chân đến Linh Anh ngay nào. Xin chào và tạm biệt.